có những như là mì nó cho mình cũng phải lấy, gia đình cũng phải cần nó ăn. Thì có không? Có chỗ ở trọ, có thuê chỗ ở trọ. Đã bán tới 3 giờ chiều mới về. Rồi bắt đầu 4 giờ rưỡi đi bán tiếp. 4 giờ rưỡi đi bán tới 11, 12 giờ kia mới về. Tức là ngày bán 2 cử. À, hồi nãy chú nói là bé nào bị bệnh chứ? À, bé Út. À, nó bị bệnh gì? Bệnh bú, bú máu á. À, bé, bé này đáng, là... Đừng đẻ. Bé này là còn đang bú à? Con gì? Hai anh em nó còn đang bú sữa hết. Dạ. Này Út lớn, này Út nhớ Út tốt rồi. Chúc bé. Có cưới, gì nữa không? Dạ, tiền sản vợ rồi. Bây giờ nuôi hết nổi rồi. Tổng cộng là 6 người con hả chứ? Dạ. Đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Đứa lớn nhất là 2006. Đứa kế là 2007. Dạ. Út kế, Út hết, Út nổi. Rồi, con cảm ơn chú đã chia sẻ nha. Dạ, dạ đi. Na đang quay được Út, Út được không? Được Út được không? Không, chú vô đây. Nhưng mà chú đừng Út cứu, đang quay á được Út. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hội mà muốn giúp đỡ đó là 0907 08 9445. Dạ, em đọc lại một lần nữa à, 0706 08 9445. Dạ rồi, ví dụ ai mà có cần phải giúp đỡ, tại vì thật ra gia đình này hai vợ chồng thì cũng đi bán cái số mà đi bán cái này, chủ yếu là tại 4-5 đứa nhỏ thì tội nghiệp quá, nó không có đi học, nó không có tương lai, thì giờ mình tội á, thì mình cảm thấy mình giúp đỡ thì mình giúp đỡ, không có gì hết. Dạ rồi, rồi thấy là cái bé này quen quen, thấy lâu lâu nó từ quốc lộ 50 Nguyễn Văn Linh.